Sáng nay tại Hải Phòng, nhà máy Z189 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức lễ hạ thủy tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng đầu tiên do Việt Nam đóng mới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi lễ. Chỉ trong 17 tháng kể từ khi ký hợp đồng, nhà máy đóng tàu Z189 đã huy động tối đa mọi nguồn lực làm tăng ca để hoàn thành con tàu này. Tàu có tên gọi là 927 Yết Kiêu với chiều dài gần 100m, rộng 16m và cao 32m, được trang bị hệ thống động lực, năng lượng điện, khí tài hàng hải, thông tin liên lạc, thiết bị y tế, cứu sinh, cứu hộ, hệ thống định vị. Các trang thiết bị lắp đặt trên tàu đều thuộc thế hệ mới, công nghệ tiên tiến hiện đại, nhập khẩu từ các nước phát triển, giúp tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày đêm. Tàu cứu hộ tàu ngầm cỡ lớn là một thành tựu đáng kể của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đảm bảo hậu cần cũng như là duy trì năng lực tác chiến cho hạm đội tàu ngầm tấn công Kilo 636 của Hải quân Việt Nam.